Chào mừng bạn đến với Multi DO. Hôm nay bạn sẽ thấy một cuộc đối đầu giữa thực phẩm màu xanh và màu đen. Nó sẽ rất thú vị, hãy ở lại xem nhé. Ô, có gì đó màu đen. Chắc là sẽ rất ngon đấy. Lạ thật đấy, tớ hy vọng này sẽ không làm tớ thất vọng. Ồ, ngon thật. Ôi, điều duy nhất có thể làm mà chúng tớ thất vọng là bánh xe. Ôi, trời ạ. Mong là chúng ta sẽ không nhận được bất cứ thứ gì kinh dị. Ôi, thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên. Ôi, tuyệt vời. Trời ạ, có cái gì đó thực sự tuyệt vời đang chờ tớ. Mà người đều thích dâu tây, tớ cũng không phải là ngoại lệ. Ồ, dâu tây rất là ngon. Nó đặc biệt ngon hơn là khi tớ cho thêm một lít sô-cô-la để tạo ra hương vị. Trông ngon miệng thật đấy. Chắc chắn rồi. Wow, đến lúc ăn rồi. Trời ạ, tớ cũng muốn được ăn. Tôi có một ý tưởng làm thế nào để phá hỏng sự sung sướng của Kate một cách dễ dàng rồi. Và giúp tớ sẽ làm một ít chanh. Đấy, xong rồi. Chắc chắn bạn ấy sẽ không nhìn thấy đâu. Bây giờ sẽ rất buồn cười đây. Ôi, chua quá. Trời ơi, tại sao sô-cô-la của tớ tự nhiên chua thế này? Đó là lỗi của chanh mà. Trời ạ, bạn không thấy xấu hổ à? Ngày này tớ sắp được cống cái gì ngon rồi. Ôi không. Ớt cay rất ngon đấy. Ôi không, có điều gì đó đang nói với tớ rằng miệng tớ sẽ bị cháy. Hy vọng ít nhất sô-cô-la sẽ giúp tớ. Chúc cậu ngon miệng nhé. Ôi không, lửa, cứu giúp. Ôi, không có mình bạn sẽ làm gì đây? Đây, nhận lấy đi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Trời ạ, vào miệng chứ không phải đổ vào người tớ. Đấy, cho bạn đấy. Tớ dỗi rồi. Thôi làm hòa đi. Tớ đồng ý, hòa bình nhá. Wow, kiểu cao su to thế. Bùba bùba, nhiều thích của tớ. Tớ muốn ăn chúng càng sớm càng tốt. Wow. Sao, thế nào ngon không? Tất nhiên rồi. Màu xanh Việt quất tớ rất thích. Nhưng đó không phải là vấn đề. Bong bóng của tớ có thể dễ dàng thổi ra. Bây giờ tớ sẽ ăn nốt. Và tớ sẽ thổi. Wow, nó lớn quá. Trước khi nó nổ vào mặt tớ, tớ phải làm cái gì đó để nó nổ vào mặt Monica. Cái cưa sẽ giúp tớ. Ôi, ôi, cuối cùng cũng bay vào mặt mình. Trời ạ, tôi muốn phá kỷ lục thổi bong bóng lớn nhất mà. Ôi, rất là vui cho cậu đấy. Thôi được rồi, đấy là tớ ăn. Cái gì đấy? Tại sao tớ lại có sâu trong kẹo của tớ? Có lẽ chúng là kẹo dẻo. Mong là vậy, tớ vẫn muốn kẹo cao su. Không, đây là mì. Mì á? Bạn chắc chắn sẽ không từ chối sốt cà chua cay đúng không? Này Kate, bạn có muốn tương cà không? Có, chắc chắn rồi. Mì sẽ trở nên ngon hơn như này đấy. Chúc cậu ngon miệng nhá. Sao vậy? Tại sao lại cay vậy? Không, đưa tớ nước đi. Trời ơi. Ôi, tớ suýt thì bị cháy. Trời ơi, bà không biết xấu hổ sao? Tớ không biết tương cả nó cay như vậy mà. Ồ, tay này là tay gì đây? Trông rất ngầu, nhưng chúng ta phải làm gì? Chỉ là tay thôi mà. Chính xác. Nhưng có thể nấu bằng tay này mà, đúng không? Thử nhá. Kìa, nhận lấy đi. Nhận lấy đi. Ôi. Ôi. Ôi, mùi gì ngon thế nhở? Ô, đó là kẹo mứt cam. Tớ chưa bao giờ thử bàn tay nào ngon hơn cả. Nhìn này, tớ có thể làm như thế này. À, tớ sẽ cho món quà cho tay tớ. Tớ nghĩ bất kỳ bàn tay nào cũng sẽ nhận được niềm vui khi nhận một chiếc khổng lồ như thế này. Với vẻ đẹp như vậy, bạn nhất định sẽ chụp một vài bức để đăng lên Instagram. Ê, bạn đang làm gì vậy? Tay này có phải để ăn đâu. Hãy chờ đấy. Nhưng không, trước tiên bạn phải đuổi lại tớ đã nhá. Tớ sẽ bắt bằng mà muốn chết đánh ruồi. Dừng lại đi. Wow, cả một đống bánh rán màu xanh, tuyệt thật đấy. Vậy thì sao? Ai cần bánh rán khi mình có kem chứ? Nó ngon hơn rất nhiều. Nhưng bánh rán thì có nhiều hơn. Kem sẽ hết trong vòng mấy phút thôi. Nhưng tớ có thể ăn bánh rán cả ngày. Vậy thì sao? Quan trọng nhất là kem ngon hơn. Nhìn kìa, hình như cây kem của bạn bỗng dưng có mắt. Không biết, đó nghĩa là gì nhở? Bánh rán của tớ có lẽ như vậy sao? Nhìn kìa. Mắt. Ôi, sợ thật đấy. Kiêu. Ê, cậu bình tĩnh lại đi. Quay lại ăn kem của bạn đi này. Không, tớ sẽ không chạm vào nó đâu. Thật đáng sợ. Thôi được rồi. Không. Trời ạ. Tùy bạn. Tớ rất muốn ăn những chiếc bánh rán của tớ. Vì vậy tớ sẽ không có con mắt nào có thể ngăn được tớ đâu. Mình sẽ ăn bạn. Chuẩn bị đi. Ôi, hình như có vẻ mắt rất dễ thương. Tớ chỉ muốn ăn chúng. Sao, ngon không? Ừ, ngon hết sức luôn. Thật là tuyệt vời. Ôi, may mà tớ có rất nhiều. Ê, Kết, bạn đang làm gì vậy? Tớ không thể cưỡng lại được. Bạn đã ăn bánh rất ngon, tớ cũng muốn. Đấy, không để lại cho tớ bất cứ cái gì cả. Nhưng bản thân của tớ đã rất là no, cảm ơn. Wow, chúng ta không chỉ có Fanta mà còn có bát đĩa từ kẹo dẻo. Ôi, chúng ta có thể nấu một món súp thực sự. Ồ, tuyệt thật. Tớ chưa bao giờ ăn thử. Ôi, nghe cũng tuyệt vời đấy chứ. Ừ, tớ muốn thử càng sớm càng tốt. Ôi, tớ tự hỏi mứt cam với soda có vị gì nhỉ? Hy vọng nó sẽ bổ sung cho nhau, thật là tuyệt vời. Ừ, trông ngon thật đấy. Tớ sẽ ngoáy lên một chút. Và sau đó tớ có thể ăn cái thìa. Ngon tuyệt vời. Wow, bây giờ tớ cũng muốn thử tất cả những món này càng nhiều nữa. Ôi, Fanta này quá là ngon luôn. Và tớ sẽ ăn luôn cả cái đĩa này. Yeah. Ừ, ngon tuyệt vời. Bạn xong chưa? Thôi, đến lượt tớ rồi. Tớ sẽ đổ Fanta ra. Ôi, trông ngon thật đấy. Đến lúc thử rồi. Ồ, bạn đã đúng. Món này thực sự rất là tuyệt vời đấy. Ôi, chắc chắn rồi, bởi vì Monica không bao giờ sai cả. Có vẻ món ăn của tớ đã hết rồi, nhưng tớ sẽ mượn của Kết một chút. Ôi, không ai nhìn thấy đâu mà. Tớ sẽ ăn chiếc thìa mút cam này. Kết sẽ thử cái thìa bằng nhựa nhá. Thôi được rồi, đến lượt thử cái thìa rồi. Ê, keo dẻo của tớ đâu? Tại sao lại có nhựa trên bàn? Trời ạ, tại sao? Nhựa? Tớ không biết. Có lẽ bạn đã nhầm. Không, tớ không nhầm. Tớ nghĩ tớ biết ai đã làm điều này rồi. Đến lúc phải trả thù rồi. Nhận lấy đi. Không, bạn làm gì vậy? Ôi, ướt quá. Trời ơi, dừng lại đi. Bạn nghĩ rằng tớ không có Fanta sao? Bạn nhầm rồi. Bây giờ bạn cũng sẽ ướt thôi. Ôi không. Trời ạ, bạn không thấy xấu hổ sao? Bạn mới là người đánh trách. Hãy đăng ký kênh Multi DO. Ở đây bạn sẽ luôn tìm thấy những thử thách thú vị và hấp dẫn nhất nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.